Sở Y tế Hà Nội vừa mới ra quyết định tạm thời đóng cửa phòng khám đa khoa 168 Hà Nội, Ngọc Hồi, Thanh Trì sau khi xảy ra tai biến ở một sản phụ trong quá trình điều trị ở đây khiến bệnh nhân bị hôn mê, chết não. Nguyên nhân gây hôn mê sâu đối với thai phụ vẫn đang được công an điều tra. Nhưng vụ việc đang đặt ra vấn đề về quản lý các phòng khám tư nhân, nhất là các phòng khám có yếu tố nước ngoài. Bởi đây đã là năm thứ 5 liên tiếp phòng khám đa khoa 168 Hà Nội có các lỗi vi phạm, trong đó có liên quan đến hành nghề của các bác sĩ người Trung Quốc. Chiều ngày 5 tháng 3, bệnh nhân nữ mang thai 22 tuần khi đi khám tại phòng khám 168 Hà Nội đã được bác sĩ chỉ định sử dụng máy khí dung để rửa âm đạo. Thai phụ đã phải đi cấp cứu vì bị hôn mê, chết não. Đối với bác sĩ điều trị cho thai phụ là Trịnh Túc Vinh, người Trung Quốc, sau khi xảy ra tai biến, phòng khám đã không liên hệ được. Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, phòng khám 168 Hà Nội trong thời gian qua liên tiếp bị xử phạt vì các lỗi như sử dụng bác sĩ ngoại núp danh bác sĩ nội, bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn, sử dụng máy móc chưa được phép lưu hành. Trong năm 2016 thì cái xử phạt của Thanh tra Sở Y tế đối với cái hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế, trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thì chúng tôi cũng phạt cũng tương đối nhiều cơ sở. Các cơ sở cái vi phạm trong cái lĩnh vực quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thì có hai cái vi phạm cơ bản. Một là họ quảng cáo nhưng mà họ không xin phê duyệt cái nội dung của cơ quan có thẩm quyền. Cái thứ hai là một số cơ sở thì có xin phép các cơ quan có thẩm quyền về cái nội dung nhưng lại quảng cáo quá cái phạm vi cái nội dung được cấp phép cũng như là cái phạm vi hoạt động chuyên môn đã được Sở Y tế cấp phép. Do đó thì chúng tôi đều xử phạt. Hiện thành phố Hà Nội có gần 3.000 phòng khám tư nhân, trong đó có 26 phòng khám có yếu tố nước ngoài. Việc quản lý các phòng khám này đang được đặt ra khi vẫn còn có những phòng khám liên tiếp vi phạm mà vẫn tiếp tục hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng. Có mặt tại trường quay là tiến sĩ Trần Tuấn, chuyên gia phân tích hệ thống y tế, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, chúng ta vừa xem phóng sự thì từ năm 2013 đến 2017, phòng khám 168 Hà Nội cũng đã mắc phải một số những cái lỗi vi phạm nhưng mà vẫn tiếp tục hoạt động. Vậy thì ở đây liệu có việc cho phép một phòng khám tái hoạt động dễ dàng như vậy sau khi đã vi phạm, liệu có quá dễ dàng không thưa ông? Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ vi phạm đến đâu và nó thuộc nhóm nào. Nếu nó thuộc vào nhóm cái chất lượng cung cấp dịch vụ y tế thì cái vấn đề này phải xem xét. Và nếu như cái chất lượng dịch vụ y tế đó nó vi phạm một cách nghiêm trọng ấy, mà chúng ta vẫn có thể cho phép quay người trở lại thì tôi cho rằng đây là một điều cần phải xem lại. Vâng, như vậy nghĩa là việc quản lý các phòng khám tư nhân hiện nay sẽ phải xem xét về cả yếu tố chất lượng và các cái mức hành vi vi phạm cũng như là các cái lĩnh vực hành nghề của họ, đúng không ạ? Vâng, trong thời gian vừa qua khi theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta mới nặng về vấn đề kiểm tra mang tính chất hành chính, các cái thủ tục. Cái cần quan trọng mà chúng ta cần nhìn ý, đặc biệt đối với cái nghề y ý, là vấn đề cái chất lượng chuyên môn và những cái nó thuộc về phạm vi trong cái gọi là cái đạo đức hành nghề. Thì cái phần đó thì đòi hỏi cái bộ phận giám sát thanh tra phải thực hiện được. Nhưng mà để mà thực hiện được ý, thì thực ra đấy là một cái thử thách đối với cái hệ thống hiện tại. Vâng. Chúng ta biết là hiện nay chúng ta có vài chục cơ sở khám chữa bệnh tư nhân mà có người nước ngoài tham gia. Thì thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện những cái lỗi vi phạm, ví dụ như là bác sĩ người Trung Quốc thì giả là bác sĩ nội, hay là không có giấy phép hành nghề hoặc là hành nghề không đúng chuyên môn. Vậy thì theo ông làm sao để xử lý dứt điểm vấn đề này khi mà những cái mức phạt dường như là không đủ tính răn đe ạ? Thực ra thì trong thời gian vừa qua chúng ta có những chính sách để mà cởi mở và thúc đẩy cái việc gọi là cái khả năng cung cấp dịch vụ y tế của thị trường đáp ứng với nhu cầu của dân. Chính vì thế mà có sự cho phép cả các cái y bác sĩ nước ngoài và hành nghề Việt Nam. Nhưng rõ ràng qua theo dõi thì chúng ta thấy rằng cái nhóm y bác sĩ người Trung Quốc ấy sang đây thì có thể nhận ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là mục tiêu họ sang chủ yếu là cho mục tiêu kinh tế. Và điểm thứ hai là cái chất lượng là thấp. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng đứng trước cái vấn đề hiện nay thì chúng ta phải xem rằng đây là một cái nhóm và cần có một cái chế độ giám sát, kiểm tra, đánh giá đặc biệt lưu tâm đến vấn đề cái chất lượng chuyên môn của nhóm này. Vâng. Trước khi chúng ta cấp phép cho họ tham gia vào các hoạt động trên cái thị trường của Việt Nam. Vâng, như vậy là cần phải đảm bảo cái chất lượng của những cái đội ngũ y bác sĩ mà nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Vâng. Chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi thưa ông. Vâng. Trên cả nước hiện nay có khoảng hơn 30.000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế. Phải thừa nhận rằng cùng với các bệnh viện tư nhân thì các phòng khám tư đã đóng góp tích cực vào việc khám chữa bệnh cho người dân và giảm tải cho các bệnh viện công lập. Tuy nhiên, việc quản lý các phòng khám tư nhân này vẫn là một khâu khó khăn của ngành y tế.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi các ý kiến của chuyên gia về những vấn đề đang tác động đến khâu quản lý này. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khoản 5, điều 88 Luật khám chữa bệnh năm 2009 nêu rõ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Dù vậy, hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về cơ sở đưa ra giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân, nên chi phí khám chữa bệnh phần lớn do chủ cơ sở tự quyết định. Ông Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho rằng, do việc nhiều, lực lượng mỏng, trình độ cán bộ không đồng đều, nên việc thanh tra các cơ sở y tế tư nhân chưa đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, thanh tra y tế còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó chuyện quản lý hơn 30.000 cơ sở khám bệnh tư và hơn 35.000 nhà thuốc chỉ là một phần công việc. Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các phòng khám có bác sĩ nước ngoài, bác sĩ Trung Quốc thường đánh vào tâm lý những người dân có trình độ thấp, họ quảng cáo trên TV nhiều nên phải thu tiền của bệnh nhân nhiều để bù lại. Về phía người dân, đừng quá tin tưởng vào quảng cáo, phải thận trọng, hỏi thăm người thân, bạn bè về hiệu quả, chất lượng phòng khám trước khi đến khám. Vâng, tiếp tục cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Tuấn. Thưa ông, có một ý kiến của luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch mà tôi thấy là nhiều người cũng sẽ quan tâm. Đó là cái chi phí khám chữa bệnh những phòng khám tư hiện nay khá là cao. Và lý do là có lẽ là ở chỗ là các cơ sở này đang tự quy định mức phí. Vậy thì làm sao có thể đảm bảo được mặt bằng giá dịch vụ khám bệnh tư nhân ở các phòng khám tư này hài hòa với cái mục tiêu cũng như là cái chi phí mà người dân có thể bỏ ra? Thực ra cái vấn đề cho phép mà tự quy định cái giá dịch vụ y tế ở tại các cơ sở cung cấp dịch vụ ấy, thì đây là cái điều đã đưa vào luật. Và tôi nghĩ rằng đó là cái sự tuân thủ theo cái nguyên tắc của thị trường, tức là để cái vấn đề cạnh tranh trong thị trường. Tuy nhiên đối với cái môi trường y tế, dịch vụ y tế thì nó hơi đặc biệt. Bởi vì rằng là xét về thị trường ấy, là người tiêu dùng dịch vụ y tế thì không có khả năng đánh giá đúng được cái chất lượng dịch vụ y tế tương xứng với cái đồng tiền mình bỏ ra, liệu mình có được cung cấp cái dịch vụ y tế nó có thỏa đáng hay không. Cho nên nó cần phải có sự giám sát và đánh giá về mặt chuyên môn. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng là cái tình trạng mà các cái phòng khám tư, đặc biệt với các phòng khám tư như trong thông tin vừa nêu ấy, các phòng khám tư của bác sĩ Trung Quốc ấy, thường đội giá cao và thậm chí cả quảng cáo nhiều, làm cho người dân có thể là hấp dẫn theo chỉ qua hoàn toàn hình thức bằng tuyên truyền. Cho nên xảy ra những cái tình trạng mà bất cập vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta cũng phải nhìn nhận lại cái cách để mà chúng ta có thể giám sát và đánh giá, xem xét và giúp đỡ cho người dân nhận định được vấn đề này. Điểm thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái hệ thống thông tin giám sát đánh giá chất lượng thực tế và công bố cho người dân biết. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải thiết lập một cái mặt bằng giá để người dân có thể tham khảo. Tôi cho rằng là trong thời gian này, Bộ Y tế cũng đang đẩy mạnh cái việc tạo ra cái gói dịch vụ y tế cơ bản và tính đúng tính đủ. Điều này là cần phải làm trong thời gian tới để nhanh chóng chúng ta có được một cái chúng ta gọi là những cái dịch vụ y tế thiết yếu cơ bản đã được tính đúng tính đủ, thì đấy làm giá mặt bằng để tham khảo. Điểm thứ hai nữa là khi đã có cái hoạt động đó rồi thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra cái chất lượng chuyên môn của các cái hoạt động phòng khám. Tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm tra này không làm phức tạp thêm cái vấn đề, mà nhằm mục đích là những cái cơ sở nào làm tốt thì chúng ta khuyến khích, và chắc chắn rằng chúng ta mong muốn cái dịch vụ nó phải được phát triển. Còn những cái dịch vụ nào, những cơ sở nào mà cái chất lượng dịch vụ thấp chưa đạt chuẩn, chúng ta buộc phải có những cái biện pháp để thúc đẩy đi lên. Đồng thời cũng phải xét với cái giá dịch vụ tương xứng. Có như thế mới đảm bảo cho người dân có được mấy sự công bằng trong vấn đề đồng tiền bỏ ra và cái dịch vụ được nhận đem lại. Vâng, tiếp nối ý kiến của ông là cũng không còn nhiều thời gian. Có một câu cuối cùng đó là Thành phố Hồ Chí Minh thì sắp tới sẽ công khai cái chất lượng kiểm tra, giám sát các cái cơ sở y tế tư nhân để cho người dân có thể lựa chọn cái cơ sở phù hợp với mình. Ông như thế nào về cái sáng kiến này? Đây là một sự tiến bộ, bởi vì nó nằm trong cái dòng chảy chung trong cái thời đại hiện nay, đó là sự minh bạch hóa thông tin. Đối với người dân ấy, thì rõ ràng họ trông chờ cái thông tin đánh giá chất lượng ấy chắc chắn là từ phía các cơ quan chuyên môn. Vậy thì khi chúng ta đã giám sát đánh giá chất lượng của các hoạt động, các phòng khám ấy, thì chúng ta cần công bố về cái kết quả, cũng như là kể cả vấn đề là bên cạnh cái việc kết quả chất lượng và cái giá thành dịch vụ của các cái phòng khám đó, lại cả về cái gọi là cái đội ngũ đã đánh giá, cái kết quả từ cơ sở đánh giá. Và tôi mong rằng trong tương lai tới thì các kết quả đánh giá đó thường đến từ các cái cơ quan nghiên cứu độc lập hoặc các cái cơ sở giám sát tự thuộc về bên các hội ngành chuyên ngành, thì cái điểm đó giúp cho đảm bảo một cái chất lượng nó ổn định hơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Tuấn với những phân tích của ông. Thưa quý vị khán giả, vai trò của các bệnh viện tư, các phòng khám tư nhân ngày càng lớn, bởi khi mà xã hội phát triển, các dịch vụ y tế được đưa tới gần người dân hơn với nhiều sự lựa chọn hơn.
Tuy nhiên, để việc chăm sóc, chữa bệnh cho người dân tốt, thì việc quản lý chất lượng các cơ sở y tế này cần phải được chặt chẽ, sát sao. Việc các sở y tế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm trong công tác thanh kiểm tra, đi kèm các chế tài mạnh tay cần được duy trì thường xuyên và nghiêm minh. Nhưng với nguồn lực khá mỏng của lực lượng thanh tra, thì việc huy động thêm vai trò của các hội chuyên ngành y tế trong khâu giám sát chất lượng phòng khám cũng đang là giải pháp được nhiều chuyên gia đề cập đến.